Phủ rồi. Ok. Chấm màu vào kinh cùng màu phủ. À, xin chào bạn, đây là quả bóng mà lần đầu tiên mà tôi được sờ tới quả bóng này, và các bạn nhỏ này chia sẻ là mua ở Royal City với giá là bao nhiêu cháu nhỉ? 2.200.000 đồng. Nó rất là nhỏ và rất là nhẹ. Mình cảm tưởng như là bóng của thiếu nhi. Vâng, đúng là lần đầu tiên mình cảm thấy. Nhưng mà quả này rất là bé mà 2.200.000, mình không hiểu là bóng này có phải là thật hay không. Đây tôi có thể chia sẻ với bạn ạ. Đây ạ. Có bóng á. 2.223.000. Nhưng mà đá thì cảm tưởng 2.200.000. Đá thì cảm tưởng là nó rất là êm. Nhưng mà nó nhẹ lắm. Nhẹ. Đứng lùi đây cháu. À. Các cháu sút thì cảm thấy thế nào? Bọn cháu sút thì cũng em mà lại bóng này thì nó lại còn xoáy cơ. Nhưng mà bị phiên bản thiếu nhi chứ làm sao lại U23 châu Á mà đá quả bóng như này, chúng không nghĩ là quả bóng như này đâu. Chú là cả hồi đầu năm tháng 1 ý, tâm lý châu các cầu thủ mà vừa ngay chỉ định này là trường này. Tức là ai nói? Cháu xem nhờ nên là cháu quyết về quả bóng này. Nhưng mà bố mẹ mua cho dạ? Bố mẹ mua cho cháu. Vâng, bạn nhỏ này bạn tự tiết kiệm tiền và mua quả bóng này với giá là 2.200.000 đồng. Ôi thật là mình cũng không nghĩ là quả bóng này nó đến giá đến như vậy đâu, mà trông nó rất nhỏ nhẹ mà nó, các bạn có thể đấy nhìn đường khâu ở đây. Đá được bao lâu cháu? Khoảng 2 năm chưa? Chưa được khoảng 2 năm à? 2017 à? Không hiểu là các cháu có bị lừa không, nhưng mà hay là tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy quả bóng này rất là êm, nhưng mà lại rất là nhỏ nhẹ. Và không nghĩ là người lớn lại đá quả bóng như này. Ok. Quả rất là nhẹ. Nếu các bạn muốn mua bóng này hãy đến chỗ The City nhé mọi người nhé. Đây có mã vạch chuẩn hơi này. Cảm ơn cháu. Xin chào các bạn nhé. Cháu nhìn sát máy quá.